Cá mập là một trong những nạn nhân thê thảm nhất của truyền thông. Người ta khiếp sợ chúng, ghê tởm chúng chỉ vì xem những bộ phim bom tấn của Hollywood mà thôi. Thực tế, cá mập là một trong những loài săn mồi có thể gọi là vô hại nhất. Mỗi năm chúng chỉ cắn chết có 2 người thôi. Nhưng có hơn 200 triệu con cá mập bị đánh bắt, bị giết, bị cắt vây hàng năm. Khủng khiếp nhất là họ bắt con cá mập, họ cắt sạch vây và ném nguyên thân mình nó xuống dưới đại dương. Chúng sẽ bơi lang thang, trôi lang thang theo dòng nước đến khi chết vì mất sạch máu.